Đây sáng nay nghỉ đây nha. Mưa quá thì ở nhà thì nên chậu được cái cây sung này. Cái sung này thì có một anh bạn anh đặt, anh còn làm cho anh một cây giáng đổ này. Nói chung là chẳng có cây nào là nó giáng đổ tự nhiên đâu anh em ạ. Chỉ có mình tự mình đào giáng thôi. Cái này thì nó có một cái giáng này thì mình sẽ trúc nó xuống anh em ạ. Dòng này dòng siêu quả này. Nó bật lá bật đồ là nó bật quả hết này. Vừa rồi những cái này tôi phải vặt hết đi này. Quả phải vặt hết đi. Sai quả lắm con này này. Sung nếp nhé. Giờ tôi làm cái này anh em xem cho vui nhá. Quả là vặt bớt anh em ạ. Đây tôi cũng lên chậu cho nó xong rồi này. Đây giờ mình chọn mặt nào mặt chơi. Cành này thì cành kẹp lách. Bỏ đi. Cành này bỏ đi. Cho nó ra quả cho này. Cái thân này cũng bấm này để sau này lấy một cái mầm ra thôi. Cái mầm đón cái mầm thế này ra. Đây trồng thì trước hết là cho nó sống rồi phải be đất lên thế này. Kín rễ này. Ví dụ nhiều người người ta làm cây xong người ta cứ đưa lên chậu xong là người ta vào dây uốn luôn anh em ạ. Cái đấy là sai đấy. Cứ trồng cho nó khỏe lên. Mình vô dây mình uốn thì nó không bị chết cành anh em ạ. Còn người ta chuyên nghiệp thì người ta vẫn làm được, người ta khéo tay đấy. Còn mình mới tập chơi mà mình đưa dây vào cái là cây thì chưa biết nó sống hay không nhưng mà nó chết hết cành anh em ạ. Giờ nó bật mầm khỏe lại bắt đầu. Như cái này thì uốn một hai lần nó đẹp thôi, làm một hai lần nó đẹp.